Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để tiếp tục trôn mấy thằng trẻ trâu chơi net. Ok, hôm nay là có thằng trẻ trâu cúp học chơi net nha anh em ạ. Mình sẽ giấu cái xe đạp của nó đi để xem cái phản ứng của nó như thế nào nha anh em. Ok, let's go. Anh em có thể thấy là cái xe đạp điện của nó nằm ở vị trí kia. Thằng nó đang chơi game không? Có thể nó không để ý mà. Đấy. Thằng ấy hai anh em tôi kia là đinh ngưu sẽ chắc sẽ đạp đi giấu, mình sẽ chắc đi giấu luôn nha anh em. Đi chắc đi giấu luôn. Đây đây đi lên rồi đâu. Ok, let's go. Mình sẽ dắt đi giấu. Ok. Ui, cắn luôn. Cái tội nhỏ mà láo này. Tội đây là nhỏ mà láo này. Ok. Mình sẽ giấu luôn vào tổng kho của HT Studio. Đấy, mẹ. Vậy thì mẹ khóc nhè luôn. Vậy thì mẹ chiều có clip mẹ đi chơi game mà mất xe bị phụ huynh ganh. Ok, như vậy là chúng ta đã thành công một nửa rồi. Tí nữa để xem, anh em cô sẽ để xem nhỏ nó phản ứng như thế nào nha. Còn đây là Đinh A Ngưu. Mình sẽ để link channel của bạn ấy ở bên dưới. Các bạn sẽ vào đó và like, subscribe kênh ủng hộ bạn ấy nhá. Thôi xong rồi nhưng con. Đâu có, hồi sáng ba đi làm mà. Thấy nhà mình nhá mà. Đi ông chưa đi, ông đi lâu lắm, đâu không đi mà. Chứ lại mấy này đâu nghi vàng đâu, giống ba đâu. Nó thấy mày bỏ đâu? Bỏ đây, mày bỏ đâu? Mày đem vô là nó vô chứ, tôi có chi đây, bỏ đây nè. Ồ trong, tí mẹ mày mất xem chết mẹ nó. Chết đời thân liêng rồi. Rồi xong, gọi điện báo an đây. Nhìn bao giờ điện báo an nhiều, tao bắt nó phải chết à. Mày có khi mày đéo vô đem vô đây, mày đéo đem xe vô đây đúng hơn. Xe anh Nghĩa được trước bị mất rồi. Sao? Nhà anh cũng mất một chiếc, nhà quốc ngang rồi, trên đây xe máy đồ bỏ nhà đúng các rồi, kiểu kia mà. Sao xe em nó hiểu quá nó xin là nó xin tao xe mất một đơn thì mẹ xe. Chứ tao mất là chiếc Winner tôi dựng đây này, mất này. Mày nhà đâu? Nhà không hả? Dạ, nhà đi chứ. Ba mày tên gì? Ờ, Lê Việt An. Còn bà già mày? Lê Thị Kim Tiên. Tiên hả? Dạ. Tiên ăn rồi để tao gọi ông già mày lên nha. Giờ tìm cho đi tìm lên là hung ấy. Để biết ở đâu ấy. Hỏi anh gọi được, gọi điện thằng ăn trộm nữ. Gọi điện thằng ăn trộm nữ. What? Ui dạ. Để gọi ông già mày lên nha. Lời gọi là chắc tiếc không ạ? À? Chắc tiếc không? Mày sợ ông già mày chắc tiếc thôi mày. Đại ca nhỏ tuổi. Lên thì soi ổng luôn chứ. Ôi giờ xe đạp mày đâu? Giờ không biết, chạy vô dần trọng chứ mất tiêu rồi đấy. Chết mẹ. Hình VTV 1 để tìm kiếm xe cho mày chứ. Không còn biết ngồi báo công an cho mày. Mệt gì mệt, ít mày. Ăn xe rồi. Khỏi lo cả, cả thế giới cái đồ bố lo. Tính âm mưu hả mày, anh nhớ. Âm mưu được mày, em lại chủ quán này. Mày âm mưu ăn lại chủ quán đúng không? Thằng mất chủ khóa xe địt mày. Đấy mày đứng lại mày phát biểu vài lời. Để biết đường đổ má mày xuống mày báo công an này tao biết đường tao nói chứ. Lý do tại sao mất xe? Nói nhanh. Em giờ nói em biết nói sao? Đấy em là tên nét quá. Thì buồn. Buồn mẹ chi. Thế là đồng chí cải tâu này phát biểu vài lời coi. Hay là mày thôi xin mày đi cần. Rocker chuồn mic gì đây thì mày đây fan hâm mộ của thằng bài hả? Tao đưa cái mic cho mày nói cho dễ nè. Không à. Hả? Đâu rồi em nói phát biểu vài lời này. Hồi sáng em bỏ xe tới chơi game lúc mấy giờ? Ngồi đây chắc cũng có 8 giờ. 8. Kìa mày giờ mới 19 giờ mà mày ngồi lúc nào mà 8 giờ lúc đấy tao chưa ngủ dậy luôn á. Như 7 giờ rồi đó. Đấy, mày thấy nói cái câu đầu tiên là thấy sai rồi đó. Thì con bị máy. Rồi em dựng xe chỗ nào? Đây dựng xe vô, dắt cái hồi em dắt vô lỡ đụng xe kìa. Lỡ đụng mà, mày tung xe người ta có khi nào đụng má, tung xe người ta. Mày
người ta thấy không? Trong xe anh Dương đây mà. Gọi công an xã xuống à? Thả những người nó có máu rồi, giống thế nó có điều tra được cái này là đúng không? Mất che rồi. Mất che mà xe đập lát nữa đâu, mới không vào mày không chanh mày. Mới sửa anh ơi. Để đâu? Tạm đi. Mất gì nhỉ? Có đâu gì thì ăn thêm gì đâu, ở đâu gì cả. Giờ cứ chẳng vòng này thôi, không có đi về đây. Anh cũng không mất tiền đâu, mất đây. Đâu chó tên gì rồi? À, để đâu mất mày này. Mày nói để đâu mất, mày phải nói là mày đi học mất nhá. Ủa mới mày trúng mày chơi nét mất rồi. Mày trúng mày đốt quán ra luôn. Chưa? Đốt quán là đủ má, mày đéo có chơi đâu. Rồi giờ có lời chăm tối không? Dạ có. Dạ. Có lời tranh đối chưa? Buồn rồi. Làm cho bạn đi tiếp tục rồi đấy. Cái này hơn dám đi luôn rồi à. Dám đi mày. Mày còn nợ tiền tao không mày? Ở trời ơi, mày chứ em trả luôn rồi. Trả rồi. Ờ vậy thôi chứ không thì mày nợ tiền tao mà mày không chơi nữa thôi chứ ai trả tiền rồi. Chị mày lấy không? Ôi. Cái cửa à. Rồi giờ mất rồi. Rồi rồi thằng Nhiên đi, thằng Nhiên đi coi đi. Cho mình nhìn tôi về nói với ông già sao? Để giúp mày về đúng không? Vậy mà không đi kiếm nghe nè, để tao báo công an. Báo công an đâu? Cầm đồ ấy chứ giờ còn nè. Cầm đồ ra, xem mày mày nghĩ là cầm được nhiêu. Hả? Bắt đầu lại tao bắt xin mấy em cho. Thằng đây hả? Thằng đây không? Thằng hồi nãy đây không? Còn nó không? Cao, ngoài thì khác, mấy chị sẽ đập điện mà. Rồi tuần đấy rủ má nó trộm nên đi thó đâu. Rồi đồ mày mày lên xe đây không? Mua bộ đồ rồi á. Quay đi đi, mới gần gần đây đi. Nhà nó sẽ tích đi còn gì. Do ai làm cảnh phụ huynh ném cái đồ này. Cho mình lại nó phụ huynh. Quay mặt lại cái thằng bài mà ngắn cái gì không? Bây giờ mất em mệt chó này. Thân bài gì thân bài không phải bắt xin đã không phải mà tốt với phép phép gì đấy hả? Chết tập phải. Ờ quên cho tao để tao lấy họ tên mày tên gì chứ? Dạ Lê Văn Tình hả? Lê Văn Tình. Nghe. Là 6A. Nghe. 6A. Nghe nghe tên 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 là muốn muốn nghe. Tình thú hả ông cô? Trung Dương. Em là Tinh Trùng à quên. Lê Văn Tình. Học lớp 6A trường Nguyễn Văn Ngọc. Do cô nào chủ nhiệm? Cô Hạnh. Cô Hạnh dạy địa đúng không? Dạ dạy công ngữ. Cô Hạnh dạy. Rồi để tao lên tao báo cô chủ nhiệm rồi nữa chứ không mà mất xe. Rồi đem báo về nhà là không cái mệt nữa. Cái anh cực. Chứ giờ mày không bán à? Ôi. Woo. Ê. Bắt chiên với con rồi. À nè. Dương ơi, chúng nó chơi 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 nhân vật chính. Nhân vật mất xe đây. Bị lê chân đạc. Ê, mất xe hả ông ta? Lê chân tình. Vô lấy kim ai khác nữa. Lê chân tình hả? Lê chân tình. Gần như gần lê chân đạc đúng không? Lê chân đạc. Lê chân tình. Lớn nhất là nó. Thế là thuận đó mà. Anh đang à. Xe nó mệt lắm rồi mà cứ quay nó em mượn em từ đó anh để cho anh em. Cho điện thoại đã hết pin nên tôi quay lại khoảng khắc này chút được không? Hôm nay điện thoại hết pin quay chưa được ấy. Tôi kêu mày lại để tôi quay lại cái đoạn này thôi. Hả? Sao? Có gì nói không? Giờ mua có muốn lấy lại xe đạp không? Muốn bây giờ. Bây giờ không có giờ ông già chụp luôn. Giờ về sợ ông già mức độ vậy đó. Ờ lúc mày chơi game mày chửi địt bố mày có sợ ông già mày không? Mà giờ mày kêu mày sợ ông già mày cắt tiết. Chơi game mất xe thì mẹ giờ kêu giờ về ông già giết. Mày yên tâm đi, ông già mày không giết đâu, ông cạo lông mày vậy. Mà lông chắc đéo có đâu. Cạo đầu mày thôi. Đi tu. Mà giờ không có mày quay lại đây mày nhìn mày xin lỗi ông già mày rồi tăng lên ông già mày thấy á. Tao biết là mày có ân hận chưa đâu mẹ. Bây giờ mày cười tét tét với ông già mày đéo tin được đâu. Ở giờ anh treo. Hả? Giờ mất xe là về nhà là có đường chết chứ không có đường sống. Chết chứ không có đường sống là vậy.
Vậy 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 giờ mày nói vài lời trong nhà mày không nghe không đi nói. Biết nói sao. Rồi giờ em nói gì em nói, giờ em nghĩ gì em nói, giờ mất xe buồn không? Giờ tao hỏi mấy câu mất xe buồn không? Buồn sao buồn? Buồn sao buồn hả? Bây giờ buồn thì có muốn khóc không? Khóc không được. Đường nào về nhà chạy khóc ha. Đường nào về nhà chạy khóc. Đứng mét dự dự. Ý là đường nào về nhà cũng khóc hả? Hả? Rồi vậy thôi đi về đây. Nói thì không buồn không khóc thôi. Khóc thì đâu. Nên liền khóc vào đó. Để thôi vậy đây tôi vô tôi trả xe đây. Vô trả xe rồi. Giờ muốn trả xe không? Muốn về để tao báo công an tìm được tao trả chứ giờ xe đâu trả. Giờ mày muốn tao trả xe không? Muốn. Muốn à, đứng lại nói chuyện đồng hồ. Muốn trả xe không? Dạ muốn. Ok. Mày chơi game mày sao có nợ không? Dạ không. Ờ hết nợ hả? Rồi mày ok mày tao dẫn mày đi lấy xe nha. Dạ. Ok come on đi. Là rồi qua nhà thầy tạo, qua nhà thầy tạo. Ở đi mẹ, quên cho dừng ngoài coi thì con nó đổ má hay mất mẹ nữa đâu. Mất thiệt cái đồ bán cứt luôn. Hay là đổ má mất luôn rồi. Rồi xong, mất mẹ rồi. Rồi địt mẹ thí mẹ rồi. Mất luôn rồi. Đổ má dựng ngay. Rồi xong. Thầy tạo về mày, thầy tạo cũng về từ cất xe mày. Thầy tạo như chú về mà. Lộn giờ mất thật rồi. Thanh niên đang đi kiếm xe. Rồi đủ mất xe thật rồi. Thầy tao cất trong nhà không đủ má giờ mất là bắt đền tao chết mẹ này. Má huy động cả lực lượng trinh sát tham báo đi cướp xe mất xe rồi. Ôi mẹ có nó có đấy chứ ai đâu giống ở đây không có thôi mất đâu. Xe là bao nhiêu tiền? Cái lồn địt mẹ xe đấy mười mấy triệu mày. Xe mày xe hư mà còn mua mười mấy triệu đủ má mày giờ mày tính bắt đền tao phải không? Giờ tao trả giá 1 triệu được cơ. 1 triệu bây giờ để tao dành nộp vô net luôn. Kiểu giờ lên trên tiệm anh nói trên net mà anh chơi giấu xe mà giờ mất thiệt giờ đền nhiêu? Hỏi xe tông mà chết mẹ giờ. Hả? Đâu? Ông già cũng sợ ông già cắt tiết rồi nè. Thôi nói cho thôi vô đây tao trả xe cho. Chạy nhanh lên đủ má lạc vô đủ má mình cướp luôn. Thanh niên đã tìm được chiếc đạp và mừng nồi giúp tế. Yeah. Đây kiểm tra lại có thiếu gì không? À, kiểm tra chưa thì mẹ về nhà thiếu cái bánh xe thì mẹ ăn mà đền. Giờ có thiếu gì không? Hả? À? Rồi phát biểu cảm nghĩ khi bị chém bị mất xe nào? Đẹp bức xúc. Bức xúc. Anh nhà chồng. Đi về bây giờ mày bức xúc tao không? Anh tao ơi, tao em là giờ biết sao. Vậy rồi quá, ok chưa? Giờ trả xe mừng không? Mừng. Mừng giúp tê, đủ thơm nó mới, đủ quá yêu xe như con thơm ơi. Thơm ơi, thơm xe miếng đây. Mày phải thơm xe như là con vậy chứ. Rồi rồi, mừng hả? Mừng quá mừng. Rồi, gì đó không vậy? Được. Ờ. Mẹ mà muốn thật mất dạo không đi. Hello mọi người, thì vừa rồi là mình trôn thằng thanh niên trẻ trâu trên net nợ. Quả thật là vẻ mặt anh ta vậy. Nhưng mà cười thì tét nhưng mà đầu má mà khóc đến nơi rồi. Đấy, cũng may là thanh niên này chưa khóc. Mà khóc ăn vạ ở đây thì không biết thế nào. Ok, mình tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Chào các bạn.